Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định được cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam thống nhất tại hội nghị bất thường chiều ngày 20 tháng 3 khi xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của ông Võ Văn Thưởng. Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng phát đi sau cuộc họp cho biết, Ban chấp hành Trung ương đánh giá Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy viên Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm là người đứng đầu theo các quy định của Đảng Cộng sản và pháp luật của nhà nước Việt Nam. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân. Nhận thức rõ trách nhiệm, ông Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Thông cáo nêu đây là hội nghị bất thường lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026. Hơn một năm trước, ngày 2 tháng 3 năm 2023, ông Võ Văn Thưởng lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Nguyễn Xuân Phúc xin thôi nhiệm vụ. Sau hội nghị trung ương hôm nay, Quốc hội sẽ họp bất thường để quyết định vị trí chủ tịch nước Việt Nam. Đầu nhiệm kỳ khóa 13 năm 2021, Bộ chính trị Việt Nam có 18 ủy viên, đến nay còn 14 do 4 người xin thôi nhiệm vụ. Số ủy viên trung ương cả dự khuyết từ 200 hiện còn 179. Ông Võ Văn Thưởng 54 tuổi, thạc sĩ triết học quê huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long là chủ tịch nước trẻ tuổi nhất khi nhậm chức. Ông được bầu làm Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 10 lúc 36 tuổi, Ủy viên Trung ương 3 khóa liên tiếp 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội 3 khóa 12, 14, 15, Ủy viên Bộ Chính trị 2 khóa 12, 13. Sự nghiệp của ông Thưởng bắt đầu từ các vị trí lãnh đạo trong Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 2011, ông giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi và 3 năm sau làm phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 2 năm 2016, ông được phân công giữ chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản, sau đó làm thường trực ban bí thư từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 3 năm 2023. Trong hơn một năm giữ cương vị chủ tịch nước, ông thường có hơn 10 chuyến công du và tiếp xúc với lãnh đạo nguyên thủ các nước. Tháng 11 năm 2023, khi dự diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC lần thứ 30 tại Mỹ, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đã đề xuất đăng cai APEC 2027 tại Việt Nam. Điều này thể hiện mong muốn đóng góp của Việt Nam cho tiến trình phát triển của APEC. Trong chuyến công du của ông và đoàn lãnh đạo cấp cao tới Nhật cuối tháng 11 năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.